Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 5, chính phủ Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở quần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương do tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này. Theo người phát ngôn chính phủ Pháp, Britka Tevenot, chính phủ sẽ kiên quyết đối phó với các hành vi bạo lực. Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ trao cho chính phủ quyền lực đặc biệt để khôi phục trật tự. Bà Tevenot nói, theo yêu cầu của Tổng thống, tại cuộc họp nội các mới đây, Thủ tướng đã công bố sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và giải quyết những hành vi vi phạm trật tự công cộng ở New Caledonia. Sắc lệnh sẽ tăng quyền hạn nhà nước trong việc đảm bảo trật tự, an ninh và đặc biệt sẽ có thể áp đặt lệnh cấm đi lại, quản thúc tại gia và khám xét. Thay mặt chính phủ, tôi một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế và bình tĩnh. Động thái này diễn ra sau khi biểu tình và bạo động nổ ra tại New Caledonia từ đêm ngày 13 tháng 5, khiến nhiều người thương vong và ít nhất 130 người bị lực lượng chức năng bắt giữ. Các cuộc biểu tình trên nhằm phản đối việc Hạ viện Pháp biểu quyết thông qua dự luật cho phép những người Pháp sống tại New Caledonia trên 10 năm tham gia bầu cử địa phương tại vùng lãnh thổ này. Một lượng lớn người bản địa Kanak không đồng tình với dự luật này. Họ lo ngại dự luật trên sẽ làm giảm tỷ lệ phiếu bầu của dân tộc mình, vốn chỉ chiếm 41% dân số New Caledonia. Việc này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tiếng nói của người dân bản địa, cũng như hạn chế mạnh mẽ phong trào đấu tranh đòi độc lập khỏi Pháp, vốn đã âm ỉ tại hòn đảo này suốt nhiều năm. Với việc tình trạng khẩn cấp được ban bố, chính quyền địa phương New Caledonia sẽ có nhiều công cụ để giải quyết bạo loạn hơn. Trong đó có việc ra lệnh quản thúc tại gia với những cá nhân được cho là mối nguy với trật tự xã hội. Tối ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal báo cáo trong một cuộc họp cấp bộ trưởng rằng binh sĩ đã được triển khai để kiểm soát các khu vực bến cảng, sân bay quốc tế quan trọng của New Caledonia. Trong khi đó, đại diện chính phủ Pháp tại hòn đảo này đã ra lệnh cấm TikTok. Bộ Nội vụ cũng cho biết khoảng 500 nhân viên cảnh sát sẽ được điều động đến hòn đảo Thái Bình Dương trong ít giờ tới nhằm củng cố lực lượng chức năng tại đây. New Caledonia là hòn đảo nằm trên Thái Bình Dương, gần Úc, Fiji và Vanuatu và cách Pháp đến 17.000 km. Hòn đảo này trở thành vùng lãnh thổ bán tự trị của Pháp. Trong quá khứ, làn sóng bất bình vì bị phân biệt đối xử đã lan rộng trong lòng người bản địa New Caledonia. Nhiều cuộc bạo loạn dữ dội đã diễn ra trên hòn đảo này trong những năm 1980. Điều này buộc Paris đồng ý ký kết hiệp định Numi năm 1998 với lời hứa cho thêm quyền tự quyết chính trị cho cộng đồng Kanak ở đây. Trong những năm qua, New Caledonia đã tổ chức nhiều cuộc trưng cầu ý dân năm 2018, 2020 và 2021 về việc có tách khỏi Pháp hay không. Kết quả của tất cả các cuộc trưng cầu này là việc ở lại Pháp. Tuy nhiên, phong trào đòi độc lập vẫn rất mạnh mẽ ở đây. Ngày 14 tháng 5 nhằm xoa dịu tình hình, Thủ tướng Pháp Attal đã khẳng định chính phủ Pháp sẽ không yêu cầu Quốc hội hoàn thành việc thông qua dự luật trên trước khi đàm phán với các lãnh đạo cộng đồng người Kanak. Thủ tướng Pháp tuyên bố trước Hạ viện, tôi thân mời các lãnh đạo chính trị của New Caledonia nhân cơ hội này đến Paris để thương lượng trong những tuần tới. Điều quan trọng là hàn gắn, việc đối thoại rất quan trọng. Chúng ta cần tìm một giải pháp chính trị chung mang tính toàn cầu. Ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã từ chức và chuyển giao quyền lực cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong. Trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Wong nói rằng ông và đất nước nợ ông Lý Hiển Long một lòng biết ơn to lớn vì suốt đời phục vụ công chúng. Theo kênh Channel News Asia, CNA, nhiệm kỳ của Thủ tướng Lý đã để lại dấu ấn lớn trong chính trường Singapore cũng như trong đời sống xã hội của nước này. Kể từ khi trở thành quốc gia độc lập vào năm 1965, Singapore mới trải qua 3 đời thủ tướng và tất cả đều thuộc Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền. Người đầu tiên là ông Lý Quang Diệu, người được coi là lãnh tụ sáng lập đất nước Singapore hiện đại và đã lãnh đạo đất nước trong 25 năm trước khi chuyển giao quyền lực cho Goh Chok Tong. Năm 2004, ông Lý Hiển Long kế nhiệm Goh Chok Tong làm thủ tướng Singapore đến nay. Các nhà phân tích cho biết, lần chuyển giao quyền lực này đánh dấu bước ngoặt trong giới lãnh đạo chính trị Singapore khi nước này thoát khỏi cái bóng lớn của gia đình họ Lý, dù ông Lý Hiển Long vẫn sẽ có mặt trong nội các mới với vai trò bộ trưởng cấp cao. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với tư cách thủ tướng Singapore cuối tuần qua, ông Lý cảm ơn người dân nước này vì luôn ủng hộ mình. Ông Lý nói, tôi không cố gắng chạy nhanh hơn mọi người, tôi cố gắng đưa họ chạy cùng mình và tôi nghĩ tôi đã đạt được một số thành công. Thủ tướng Lý Hiển Long thêm rằng, ông đã cố gắng làm mọi thứ theo cách riêng,
lập trường khác với cha ông và người tiền nhiệm Ngô Chóc Tông. Ông Lý Hiển Long sinh ngày 10 tháng 2 năm 1952, là con trai cả của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu và bà Hà Tinh. Ông tốt nghiệp Đại học Trinity, Cambridge ở Anh năm 1974 với tấm bằng cử nhân toán học hạng nhất và chứng chỉ khoa học máy tính loại xuất sắc. Sau khi trở về nước, ông phục vụ trong lực lượng vũ trang Singapore SAF giai đoạn 1971-1984. Trong khoảng thời gian này, ông được phong hàm chuẩn tướng và hoàn thành bằng thạc sĩ hành chính công tại trường Harvard Kennedy năm 1980. Ông Lý Hiển Long sau đó xuất ngũ và bắt đầu tham gia chính trị năm 1984, điều khiến một số nhà chỉ trích cáo buộc gia tộc ông đang tìm cách xây dựng triều đại chính trị, điều mà gia đình ông Lý liên tục phủ nhận. Ông đã giữ các chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp, Thứ trưởng Quốc phòng dưới thời các Thủ tướng Lý Quang Diệu và Ngô Chóc Tông. Kể từ khi nhậm chức Thủ tướng vào năm 2004, ông Lý Hiển Long đã tạo ra những dấu ấn đầu tiên trên hành trình thúc đẩy sự phát triển của Singapore. Trước khi lên lãnh đạo chính phủ, ông Lý Hiển Long từng điều hành các bộ thương mại và công nghiệp và cũng từng đảm nhiệm vai trò phó thủ tướng. Nhờ kinh nghiệm dày dạn đó, Singapore ngày nay đang tiên phong trong nhiều lĩnh vực chứ không đơn thuần là một trung tâm tài chính của châu Á. Ông dẫn dắt Singapore bước vào thế kỷ 21, trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới về kỹ thuật số, dịch vụ tài chính, tiền tệ quốc tế, hải cảng quan trọng nhất Đông Nam Á. Khi ông rời vị trí lãnh đạo, Singapore có trong tay 1,77 nghìn tỷ đô la Mỹ trong các quỹ chủ quyền và 480 tỷ đô la Mỹ trong kho dự trữ ngoại tệ tính đến tháng 2 năm 2024. Trong 20 năm qua, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Singapore đã tăng hơn gấp bội, từ 228 tỷ đô la Singapore lên 532 tỷ đô la Singapore, tương đương 168 tỷ đô la Mỹ lên 392 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Singapore cũng tăng từ 2.362 đô la Singapore lên 5.197 đô la Singapore. Dưới sự dẫn dắt của ông Lý Hiển Long, Singapore có mức độ bất bình đẳng thấp hơn với hệ số Gini, hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập sau khi chính phủ chuyển giao và thuế giảm từ 0,42 xuống 0,37. Ông Lý Hiển Long đã đưa Singapore trở thành điểm du lịch yêu thích của thế giới với lượng du khách hàng năm tăng từ 8,3 triệu lên 13,6 triệu. Lượng hành khách đến sân bay hàng năm tăng gấp đôi, từ 14,3 triệu lên 29,5 triệu. Nền kinh tế Singapore cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng các hiệp định thương mại tự do, vốn từ chỉ 5 hiệp định trong năm 2024 lên tới 27 hiệp định hiện nay. Đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, Singapore vừa phát triển vừa có thặng dư ngân sách liên tiếp. Giới quan sát cho rằng, ông Lý Hiển Long đã khéo léo dẫn dắt Singapore chống chọi đại dịch COVID-19 bằng chính sách trợ cấp cho dân, giãn thuế cho doanh nghiệp, đẩy mạnh số hóa, tiêm vaccine đại trà và linh hoạt trong cách phong tỏa chống COVID-19 rồi nhanh chóng mở lại các hoạt động kinh tế. Nhiệm kỳ nắm quyền của Thủ tướng Lý Hiển Long cũng giám sát sự bùng nổ cơ sở hạ tầng vượt bậc. Trong 20 năm qua, số lượng căn hộ do nhà nước xây dựng hay được gọi là căn hộ HDB ở Singapore đã tăng từ 878.000 lên 1,1 triệu căn hộ. Ông Lý Hiển Long là người hướng tới chính sách lâu dài của Singapore với các dự án cơ sở hạ tầng nổi bật như siêu cảng Tuas. Khi hoàn thành vào năm 2040, siêu cảng Tuas sẽ giúp tăng gấp đôi năng lực hàng hải của Singapore và củng cố hơn nữa vị thế của nước này với tư cách là quốc gia đóng vai trò vận tải quan trọng trên thế giới. Cùng với đó, chiều dài mạng lưới tàu điện ngầm MRT và đường sắt hạng nhẹ LRT của đất nước cũng tăng gấp đôi trong nhiệm kỳ của ông Lý Hiển Long, từ 128 km lên 259 km. Hoạt động hàng hải của Singapore cũng bùng nổ với sản lượng container qua cảng hàng năm tăng từ 21,3 triệu đơn vị lên 39 triệu. Chuyên gia Nadia Angio là giám đốc điều hành của Power Group Asia tại Singapore cho rằng vị thế của Singapore như một trung tâm kinh doanh, du lịch và thương mại toàn cầu đã được nâng cao thông qua nhiều dự án cơ sở hạ tầng chiến lược trong nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo này. Bà nói, đứng đầu trong số này là sự phát triển của sân bay Jewel Changi, ban đầu được hình thành nhằm mở rộng năng lực hàng không, nhưng dần dần chính sự tích hợp của sân bay này với các cơ sở bán lẻ và giải trí đã biến nơi đây thành điểm đến được du khách săn đón. Ở trong nước, chính phủ của ông Lý Hiển Long có các chính sách thúc đẩy tinh thần và nhiệt huyết của người dân và mạnh mẽ đương đầu với những quyết định khó khăn và gây tranh cãi như bãi bỏ luật cấm quan hệ tình dục đồng giới. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách IPS, tiến sĩ Gillian Co cho biết, chính phủ của Thủ tướng Lý Hiển Long đã đi trước trong việc giải quyết vấn đề phân cấp xã hội, chính trị bản sắc, giai cấp và chủng tộc. Ông cho biết, sự phát triển đầu tiên và quan trọng nhất nhằm hạn chế phân cấp xã hội nghiêm trọng ở Singapore là các biện pháp nhằm đảm bảo chính sách chế độ đãi ngộ nhân tài.
và thực sự cốt lõi cho sự thành công hóa rồng của Singapore xoay quanh chính sách trọng dụng nhân tài này. Cải cách giáo dục đã mang đến cho sinh viên Singapore cơ hội nghề nghiệp đa dạng hơn, dễ thành công hơn. Chính phủ dưới thời ông Lý Hiển Long đã đầu tư nhiều hơn vào giáo dục với chi tiêu thường xuyên hàng năm cho giáo dục tăng từ 5 tỷ đô la Singapore năm 2004 lên 12,9 tỷ đô la Singapore vào năm 2022. Số lượng trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng tăng từ 722 năm 2004 lên 2.470 hiện nay. Trong thời gian ông Lý nắm quyền, dân số Singapore đã tăng từ 4,2 triệu lên 5,9 triệu, với tổng tỷ suất sinh lại đi theo hướng khác, giảm từ 1,26 xuống mức thấp lịch sử là 0,97. Dân số đang già đi nhanh chóng, với tỷ lệ công dân từ 65 tuổi trở lên hiện là 19%, tăng từ mức 8% năm 2004. Con số này dự kiến sẽ đạt 25% vào năm 2030. Chi tiêu hoạt động hàng năm của chính phủ cho chăm sóc sức khỏe đã tăng gần 10 lần, từ 1,6 tỷ đô la Singapore vào năm 2004 lên 15,9 tỷ đô la Singapore vào năm 2022. Trong địa chính trị quốc tế, ông Lý đã cẩn thận cân bằng mối quan hệ của Singapore với Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh các siêu cường đang ngày càng giằng co để có được đồng minh. Với dòng dõi chính trị và hình ảnh uyên bác, ông Lý được người dân Singapore yêu mến. Ông đã đứng đầu bảng xếp hạng khảo sát các chính trị gia nổi tiếng nhất Singapore và khu vực bầu cử của ông liên tục nhận được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, cũng có những lời chỉ trích cũng như tranh cãi nhắm vào ông. Quyết định của chính phủ ông cho phép một lượng lớn người nhập cư đến để giải quyết tình trạng thiếu lao động vào cuối những năm 2000 đã gây ra sự bất bình sâu sắc khi Singapore trở nên giàu có hơn, bất bình đẳng xã hội gia tăng và khoảng cách thu nhập ngày càng mở rộng. Dưới thời ông Lý, đảng PAP nhận được tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất từ trước đến nay vào năm 2011 và một lần nữa vào năm 2020. Chuyên gia quản trị Singapore Donald Lau là một học giả của Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông cho hay. Di sản chính của ông Lý Hiển Long là nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế. Nhưng trong nửa đầu nhiệm kỳ của ông, điều đó đã phải trả giá bằng vấn đề bất bình đẳng gia tăng, số lượng người nước ngoài ngày càng tăng, cạnh tranh việc làm, ách tắc giao thông và làm xói mòn bản sắc của người dân. Trong đại dịch COVID-19, Singapore được đánh giá là một trong những hình mẫu về kiểm soát dịch. Nhưng để làm được điều đó, chính phủ nước này đã phong tỏa hoàn toàn các ký túc xá của các lao động nhập cư nước ngoài, khiến hàng chục nghìn người như bị cầm tù trong điều kiện thiếu thốn. Trong bài phát biểu trước Quốc hội năm 2020, ông Lý Hiển Long đã thừa nhận sai lầm trong chính sách này. Nhà phê bình chính trị Sudhir Vadaket cho rằng, chính phủ của ông Lý hoàn toàn không chuẩn bị để đối phó với lượng người nhập cư cao mà họ cần cho nỗ lực trở thành thành phố toàn cầu. Một số nhà phân tích cũng chỉ trích chính phủ Singapore không giải quyết thỏa đáng vấn đề phức tạp liên quan tới nhà ở công cộng, nơi nhiều người Singapore đang sinh sống, cũng như vấn đề phân biệt chủng tộc. Chính phủ của ông Lý đã nhận ra những vấn đề này và cố gắng giải quyết chúng thông qua các quy tắc kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn, các chương trình nhà ở mới và đề xuất sửa đổi luật về chống phân biệt chủng tộc. Tranh chấp gia đình cũng là vấn đề đau đầu đối với ông Lý Hiển Long trong thời gian nắm quyền. Anh chị em trong nhà từng cáo buộc ông lợi dụng di sản của người cha Lý Quang Diệu để xây dựng triều đại chính trị riêng. Họ cũng cáo buộc ông lạm quyền và lo ngại ông sử dụng cơ quan nhà nước chống lại họ. Ông Lý phủ nhận cáo buộc và nhấn mạnh các con của ông không quan tâm đến chính trị. Việc chuyển giao quyền lực cho ông Wong được coi là một phần trong nỗ lực chứng minh điều này. Trong lễ nhậm chức, tân Thủ tướng Wong lưu ý, nền kinh tế và xã hội nhỏ, mở cửa của Singapore dễ bị tổn thương trước những ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhưng đất nước cần chuẩn bị tinh thần để ứng phó với một thế giới hỗn loạn hơn, rủi ro hơn và bạo lực hơn. Ông kêu gọi công chúng giúp kiến tạo cho người dân Singapore một chính phủ mà họ xứng đáng có được. Đây không chỉ là con đường mới mẻ với ông Wong, mà còn với cả Singapore, quốc gia được hai cha con ông Lý dẫn dắt 45 năm trong số 59 năm kể từ khi thành lập. Nhà phê bình chính trị Sudhir Vadaket nói, nhà ông Lý luôn có ảnh hưởng lớn ở Singapore và việc chúng tôi đang chuyển hướng là điều tốt trong quá trình chuyển đổi xã hội lớn hơn của đất nước.